giờ tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh CTV. Và hiện tại là mình đang đứng trên cái đoạn đường cao tốc của Mỹ Phước Tân Vạn, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái chuyến đi xa, rất là xa, để thử nghiệm cái chiếc xe N650 Blade của Jack này nha các bạn. Và chiếc xe này là chiếc xe năm 2020. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái hành trình đưa chiếc xe này đi đăng ký. Và mình thử nghiệm ở trên cái đoạn đường đèo dốc đến hơn 700 km, thì xem chiếc xe này nó hoạt động có động cơ như thế nào, độ ổn định của nó như thế nào, và nó khả năng leo đèo, leo dốc của nó, cũng như là hệ thống phanh ABS kết hợp với lại phanh hơi của nó như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng với mình, chúng ta cùng lên xe và chúng ta sẽ đi những cái đoạn đường, thì mình sẽ cùng quay cho các bạn, chúng ta cùng xem để cảm nhận chiếc xe này. Mời các bạn. Và bây giờ là trong cái vô lăng của nó nha các bạn. Vô lăng của xe Jack 6 tấn rưỡi năm 2020 rất đẹp. Và trên vô lăng thì được tích hợp rất là nhiều cái nút bấm cũng như là ga tay, vân vân, rất là nhiều tính năng an toàn được tích hợp trên chiếc xe này. Đây gọi là một chiếc siêu xe nha các bạn. Và bây giờ cùng mời các bạn cùng với mình, chúng ta sẽ cùng tiến hành di chuyển về hướng tỉnh Bình Định nha các bạn. Mình sẽ đi từ tỉnh Bình Định, từ Bình Dương, tỉnh Bình Dương đến tỉnh Bình Định nha các bạn. Rồi, trên cái hành trình thì mình sẽ bắt đầu tiến hành quay cho các bạn những cái đoạn đường chiếc xe này nó sẽ vượt qua, ví dụ như những cái đoạn đèo dốc như là đèo Cả, và những cái đoạn đường treo leo khác. Đấy, thì mình đang hiện tại mình đang đi tới đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, gần tới ngã ba Tân Vạn của tỉnh Bình Dương rồi các bạn. Thì sắp qua chỗ tới cầu Đồng Nai các bạn. Thì chiếc xe này mình vừa lái thì mình cảm nhận cái vô lăng là cực kỳ nhẹ nha các bạn. Vô lăng này đã được một anh chủ xe, một dân chơi xe đã bọc tay lái và thiết kế rất là nhiều trang thiết bị trong xe. Đấy, cho nên chiếc xe nó rất đẹp và sơ động. Đấy, chiếc xe này thì cực kỳ nhẹ nha các bạn. Phải nói là quá nhẹ. Mình chỉ cần đụng sơ lược là chiếc, các bạn có thể mình thấy mình lái cái vô lăng không? Nó còn hơn những chiếc xe hơi nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cung đường tiếp theo. Bây giờ tất cả các bạn, chúng ta là quay trở lại với cái hành trình đi đăng ký chiếc xe N650 và lớn 6 tấn rưỡi đi từ tỉnh Bình Dương đi đến tỉnh Bình Định để đăng ký nha các bạn. Thì mình vừa đi đến địa phận của tỉnh Long, của tỉnh Đồng Nai, ở phố Long Khánh nha các bạn, gần tới Long Khánh rồi. Thì qua những cái đoạn đường mà gần tới Long Khánh thì cái đoạn dốc rất cao, nhưng mà chiếc xe này mình đi cái số 2 thì nó dốc rất cao nha các bạn, nhưng mà lúc đó mình dừng lại, nhưng mà đi bỏ số 2 thì nó quá mạnh các bạn ơi, có nghĩa là mình phải khởi động bằng số 3 thì nó mới không cái rù máy á. Cho nên là chiếc xe này động cơ nó gần 3.8 lít, nhưng mà nó cực kỳ mạnh các bạn. Đấy, và cái vô lăng của nó thì rất nhẹ, cực nhẹ nha các bạn, nó là quá nhẹ, và đồng thời các cái số thì vào cũng rất nhẹ và êm đềm. Đấy, chiếc xe đấy, nó là nó rất mạnh các bạn ạ, động cơ nó tuyệt vời và động cơ thì cực kỳ êm. Đồng thời bên cạnh đó thì hệ thống an toàn như là hệ thống phanh ABS kết hợp với hệ thống phanh hơi thì khi mình thắng lại cảm giác nhấp nhả, cho nên là nó rất an toàn các bạn, mình cảm giác nó êm, nó không có bị giật giống như những cái xe phanh hơi bình thường nha các bạn. Đấy, cho nên đây là một trong những tính năng rất an toàn khi mình chạy hàng hóa chở nặng đi đường dài, đường đèo dốc là rất an toàn và phù hợp. Đấy, thì đồng thời cái hệ thống kính của chiếc xe này cũng rất to và rộng lớn, cho nên cái thị trường quan sát của cái kính xung quanh thì nó giảm đi những cái điểm mù trong cái cabin nha các bạn, cho nên là mình chạy nó rất là an toàn. Khi mà mình nhìn xung quanh nha các bạn, để mình xem, mình vừa cái xe khác cũng rất là đơn giản các bạn, bởi vì cái động cơ của nó cũng như cái tốc độ của nó quá tuyệt vời các bạn ạ, nó rất là đơn giản, muốn vượt qua là vượt rất đơn giản nha các bạn. Đấy, phải nói là chiếc xe này là một chiếc xe rất tốt các bạn ạ, trên tốc độ của nó là hiển thị đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật, những cái thông tin giống như đoạn đường và rất nhiều thông tin cảnh báo an toàn nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái cung đường tiếp theo. Thì
Chào tạm biệt các bạn. Và bây giờ là 11 giờ nha các bạn. Tạm biệt các bạn, 11 giờ đêm nè các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với cung đường của mình, đi từ Bình Dương ra tỉnh Bình Định để đăng ký chiếc xe 6 tấn rưỡi N650 Plus của Zack nha các bạn. Thì giờ mình đã đi đến địa phận của thành phố Nha Trang nè các bạn, của tỉnh Khánh Hòa. Bên bờ biển, bên bờ biển là một cái con đường rất là đẹp các bạn, và đồi núi xung quanh tạo lên một cái dãy núi non rất là hùng vĩ và hoành tráng, cảnh đẹp nên thơ trữ tình, rất đẹp. Bây giờ là lúc 7 giờ sáng rồi các bạn, và chiếc xe mình đang đi thì nó chạy rất là êm các bạn, rất là êm và tốc độ này rất là tốt. Và đây chính là anh chủ xe, đây là một dân chơi, dân chơi xe. Anh trang bị rất là nhiều đồ trên xe nha các bạn, ví dụ như làm trần xe đấy. Trên xe thì anh cũng đã bọc ghế da luôn, mặc dù xe chưa đăng ký nhưng mà anh đã bọc ghế da rồi đầy đủ hết nha các bạn. Đấy, rất nhiều thứ trên xe đấy. Đây là chiếc vô lăng, cái vô lăng của chiếc xe rất là 650 lớn 6 tấn rưỡi nha các bạn. Chiếc xe này thì chạy tốc độ nó rất là nhanh các bạn, và đồng thời là nó cũng rất là mạnh. Động cơ của nó thì gần 308 lít, nhưng mà nó rất mạnh nha các bạn, bởi vì nó có turbo tăng áp. Và xe này tích hợp rất là nhiều hệ thống hiện đại đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay qua hỏi anh chủ xe, phỏng vấn anh chủ xe xem thử anh chạy trên một cái đoạn đường từ Bình Dương vào đi ra ngoài tới Nha Trang thì anh có cảm giác như thế nào nha các bạn. Chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hãy cho chúng ta biết là sau một cái quãng đường cũng gọi là hơn 400 km, cũng khá là dài, cũng 450 km, thì anh cảm nhận sau khi chạy chiếc xe này, anh cảm nhận gì về chiếc xe này, anh có thể cho quý vị khán giả được biết được không ạ? Dạ vâng. Em xin phép được trả lời câu hỏi của anh. Thì hồi trước tới giờ thì em cũng chạy cũng nhiều dòng xe rồi, nhưng mà chưa thấy dòng xe nào mà trong phân khúc này mà nó lướt như chiếc Z650 Plus. Với lại máy móc nó rất là êm, máy lạnh lạnh teo luôn. Máy lạnh là rất lạnh đúng không anh? Rất lạnh. Dạ, trên quá trong quá trình chạy thì anh thấy cái vô lăng của nó là nó có êm ái so với những dòng xe khác không anh? Vô lăng rất là nhẹ. Vô lăng nhẹ hơn cả xe du lịch luôn. Thì mình đánh giá thì trước mắt thì xe này đối với mình thì rất là ok. Thì anh cũng đã thử cái hệ thống phanh thì cái xe này rồi, thì anh có cảm giác như thế nào anh? Anh thấy anh chạy trên đường thì anh phanh cái phanh ABS nó kết hợp với phanh hơi trên chiếc xe 6 tấn rưỡi này, thì anh cảm giác như thế nào ạ? Anh Nghĩa ha. Anh thấy cho quý vị biết phanh hơi đây thì hồi tối giờ mình chạy thì nói chung thì phanh cũng rất là an toàn. Khoảng cách khoảng 15-20 m thì khoảng đạp hai cái là xe đứng rồi. Chạy thì lớn. Bác xin chân thành cảm ơn anh. Và tiếp theo đây các bạn, đoạn đường này cũng rất đẹp nha các bạn. Đoạn đường này phía trước là một dãy núi, và đường này là đoạn đường cong, nhìn cũng rất đẹp và buổi sáng rất là thơ mộng. Và bên kia là bên xa xa kia là bên bờ biển đấy. Và cái động cơ này nó hoạt động rất là êm ái nha các bạn. Mình có thể quay cho các bạn xem cái phía sau của nó nè các bạn. Đây. Cái xe này thì sử dụng cái hệ thống kính hai tầng nha các bạn, và có một cái kính chiếu mờ bên trước rất là to. Đấy. Rất đẹp các bạn ạ. Và cái kính to này nó giúp làm thị trường quan sát của tài xế rất là lớn, giảm thiểu đi những cái điểm mù của chiếc xe nha các bạn. Cho nên là nó cũng là một trong những tính năng an toàn của chiếc xe. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy cái cánh cửa rồi các bạn. Cánh cửa của chiếc xe này thì nó rất là hiện đại các bạn. Và qua một đêm thì mình mới biết được là cái xe này các bạn,
ở nó có thiết kế rất là thông minh. Ở trên ngay cái chỗ cái nút bấm chỉnh điện này các bạn, thì buổi tối nó sẽ tự động nó sáng lên, nó sẽ có cái đèn nó sáng lên các bạn. Đấy, tối mình bật cái đèn đèn sáng thì bắt đầu cái này nó cũng sáng theo các bạn, thì giúp cho mình ví dụ như mình cần bấm cái gì buổi tối mình bấm, nó rất là đơn giản các bạn ạ. Nói chung nó thiết kế rất thông minh các bạn, nó là rất hiện đại các bạn ạ. Đây anh chủ xe anh Nghĩa này, anh đã thiết kế và làm một cái chữ nghệ thuật vạn dặm bình an nha các bạn, nhìn rất là sang trọng. Đây, đây xin hẹn gặp lại các bạn ở cung đường tiếp theo. Chào tất cả. Chúng ta đã đi tới cái cung đường rất là đẹp các bạn ạ. Mặc dù mình mới quay xong cái đoạn trước ở Nha Trang nhưng mà đoạn này quá đẹp cho nên là mình quay cùng để các bạn chiêm ngưỡng những cái không gian, những cái cảnh đẹp bên bờ biển của tỉnh Khánh Hòa, ở thành phố Nha Trang nha các bạn. Đã vừa qua thành phố Nha Trang là các bạn, và chiếc xe này là chiếc xe N650 mà lên. Đấy, chiếc xe này đi cực kỳ êm nha các bạn. Đấy, chúng ta ngắm nhìn lại anh Nghĩa rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và phía trước là một đoạn đường, một cung đường tuyệt đẹp các bạn, rất nên thơ trữ tình các bạn ơi. Và chiếc xe này nó lướt tốc độ cũng rất là nhanh trên cái cung đường quá đẹp các bạn. Chiếc xe này nó còn có hệ thống qua cái đoạn đường là cái đèo rõ tượng nha các bạn, thì trên đèo rõ tượng này thì có thử cái hệ thống cúpô của chiếc xe, hệ thống cúpô khi xả xuống đèo nha các bạn, thì nó hoạt động cũng rất tốt. Đấy, cái hệ thống cúpô này thì được trang bị lên chiếc xe này khi mà các bạn đi những cái đoạn đường có ví dụ như mình chở những cái hàng nặng, mình đi trên những cái đoạn đường đèo dốc thì các bạn bật cái hệ thống khi mà mình sổ dốc thì mình không cần phải rà thắng các bạn, rà phanh thì điều này nó làm cho cái má phanh rồi nó bị mòn đi mà nó già nó nóng các bạn, cho nên nó nguy hiểm nhiều khi nó cháy cái má phanh, cho nên cái hệ thống turbo này nó giúp cho chiếc xe giảm tốc độ mà không cần phải sử dụng phanh nha các bạn. Đấy, nó được thiết kế rất là hay và rất là tốt như vậy các bạn. Đấy, xin hẹn gặp lại các bạn ở cung đường tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái hành trình mình đi trên chiếc xe N650 Plus 6 tấn rưỡi của Zac năm 2020 nha các bạn. Và hiện tại thì cung đường mình đi đã đi tới đèo cả các bạn, chuẩn bị hết địa phận của tỉnh Khánh Hòa và chuyển sang qua đèo cả là chuyển sang địa phận của tỉnh Phú Yên nha các bạn. Thì trong quá trình vận hành thì chiếc xe này nó hoạt động rất tốt các bạn ạ. Độ êm ái rất cao và khả năng tăng tốc, khả năng vượt xe khác cũng như là hệ thống phanh ABS phát huy tác dụng rất hiệu quả nha các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn phía sau đây nè các bạn. Nhưng mà xe này không thể che được đấy, hình ảnh của bất tài. Ở đây là bên trạng đang nằm ngủ đấy. Rất đẹp các bạn ơi, đoạn đường rất tuyệt vời. Và phía trước chúng ta một cái dãy đồi núi rất cao to các bạn. Và đoạn đường này thì được làm rất rộng và rất đẹp. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xem cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe nha các bạn. Đấy, chiếc xe này hiện tại thì cái bản của chiếc xe này thì được làm thiết kế theo kiểu năm ảnh các bạn. Và cái xe này thì cái cabin của nó là chưa có dán tem, bởi vì anh Nghĩa chủ xe đã đặt một cái bộ tem khác. Sau khi đăng ký về xong anh sẽ dán cái bộ tem nó vào. Các bạn, xe này nó chạy tốc độ
tốc độ rất nhanh các bạn. Và chúng ta đang chuẩn bị bước vào hầm các bạn. Đấy, hầm này là hầm Đèo Cả các bạn. Đấy, ở bên trên là một cái dãy sườn đồi trùng trùng điệp điệp, đồi núi cao. Đấy, chúng ta nhìn lại chiếc xe một xíu nữa các bạn. À, chúng ta đang tiến vào hầm. Trong hầm thì không gian trong hầm cũng rất rộng rãi, thoải mái, vừa đủ cho hai chiếc xe có thể cùng lúc đi vào cùng chiều nha các bạn. Và bên đường thì nó có bên bên thành thì nó có một cái đường đi, có thể là dành cho người đi bộ hoặc là những người bảo trì bảo dưỡng quản lý sử dụng cái hầm các bạn. Rất dài các bạn, đó, chắc cũng phải dài mấy km đó các bạn. Và xe chúng ta đang bật đèn. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn thấy là sau khi chúng ta bật đèn thì cái bên cái nút bấm kính xuống bên cánh cửa bên phụ nó đã hiển thị một cái đèn. Đấy, cái đèn để cho người ngồi bên phụ có thể là nhìn thấy được cái nút bấm khi mà vào ban đêm nha các bạn. Đấy, thiết kế rất là hay các bạn, thông minh, chứng tỏ sự thông minh, sự tầm nhìn chiến lược. Và chiếc xe mặc dù là đi trong hầm nhưng mà cái động cơ là hầu như là rất êm nha các bạn. Hầu như những tiếng nổ là cũng không hoàn toàn không nghe, mà chỉ nghe tiếng xù xù của cái tốc độ thôi các bạn ạ. Động cơ của nó cực êm máy. Đấy, đây là hệ thống tốc độ bảng điều khiển của chiếc xe vào buổi tối khi chúng ta bật đèn nha các bạn. Bật hệ thống đèn lên thì nó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các thông tin thông suốt kỹ thuật, cảnh báo an toàn, cảnh báo xung quanh nha các bạn. Đấy. À, xin chào các bạn ở cung đường tiếp theo nha các bạn. Và bây giờ thì mình đang tiến hành đi qua trạm thu phí ở Đèo Cả nha các bạn. Đấy, trạm thu phí nhìn rất hoành tráng và được thiết kế theo kiểu dạng khung xương kiểu tháp Eiffel của Pháp đó các bạn. Kiểu này rất là sang trọng và hiện đại, nhìn tính cấp chắc chắn, đảm bảo chịu được gió cấp 13, 14 nha các bạn. Tháp 3,5 Xin chào tất cả các bạn, chúng ta quay lại hành trình mình đi đăng ký xe từ Bình Dương đi Bình Định nha các bạn. Hiện tại mình đang đi trên cầu Đà Răng của tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những cây cầu được xếp vào hạng dài nhất Việt Nam nha các bạn. Cầu này thì bắt qua cái con sông gì mình chưa biết nhưng mà nhìn nó rất là to và rộng lớn các bạn ạ. Mùa này mùa nắng cho nên là nước nó cũng cạn kiệt, mùa mưa thì nước nhiều. Và cái cầu này thì rất dài các bạn. Theo ước tính của mình thì cái cầu này nó dài chắc khoảng cỡ tầm khoảng 3 km các bạn, nó rất dài. Đây, đây là anh chủ xe. Sau một khoảng thời gian chạy xe khá dài trên một chiếc siêu xe thì với một chiếc xe chạy rất bền bỉ và rất tốt này thì cảm giác lái nó cũng khỏe các bạn. Mình lái đường xa nó rất là tốt, nó khỏe, nó thoải mái, không có cảm giác mệt. Đấy, bởi vì xe này nó tích hợp nhiều hệ thống thông minh các bạn. Và động cơ thì thêm máy, tăng tốc rất nhanh nha các bạn. Mới vừa bắt tài đó, mới vừa vượt qua một chiếc đầu kéo nhẹ nhàng và rất đơn giản. Đấy, đã vừa kết thúc xong cái cầu Đà Răng các bạn.
trước kia là một cái đồi núi nữa bạn. Núi này cứ như là núi Võ Đăng ấy nhỉ. À, xin chào toàn thể các bạn, hẹn các bạn ở cung đường sau. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với cái kênh Xe TV và tiếp tục cái hành trình của mình đi đi chiếc xe, di chuyển chiếc xe 6 tấn rưỡi từ 6 tấn rưỡi lớn từ nhà máy ô tô sắt tại tỉnh Bình Dương đến tỉnh Bình Định để đăng ký chiếc xe này nha các bạn. Thì qua một quãng đường hiện tại thì mình đã đi tới cái địa phận của tỉnh Phú Yên và gần hết tỉnh Phú Yên rồi các bạn. Trong quá trình đi thì mình thấy chiếc xe này nói chung là cái nó rất là mạnh các bạn. Mình đi bình thường, ví dụ như lên dốc bình thường là mình sẽ số 5 đó các bạn. Số 5 là chạy nó cũng rất là bốc, rất là mạnh các bạn. Giống như bây giờ đang là số 6 nhưng mà chạy nó rất là mạnh. Và đồng thời có vô lăng thì cực kỳ nhẹ các bạn. Vô lăng nó rất là nhẹ. Và ga nó cũng rất là nhẹ nữa. Vượt xe khác cũng rất là nhanh các bạn, chỉ sợ là tốc độ trên đường cảnh sát giao thông là thôi, chứ còn mình muốn vượt là rất đơn giản các bạn. Đấy, xe thì vì cái mình quan sát về cái tình hình chung của những cái chiếc xe khác so với những xe khác thì cái xe này nó thứ nhất là cái tầm nhìn cabin nó rất là lớn các bạn. Cabin nó rộng lớn mà hệ thống kính của nó thì hệ thống kính hai tầng của nó với lại cái kính của nó lớn đó các bạn, cho nên mình nhìn nó bao quát được cái xung quanh xe cũng như phía trước. Nên ngồi trên cái chiếc xe này á thì cảm giác nó rất là thoải mái các bạn, thoải mái mà mình nó tầm nhìn nó không có bị hạn chế, cho nên là mình chạy nó thoải mái mà nó khỏe trên những cái đoạn đường dài các bạn. Đấy, giờ mình đang hiện tại giống như mình đang lên cái đèo này là cái đèo gì mà mình đi vẫn đi số 6 các bạn, số 6 nhưng mà nó rất là mạnh này các bạn. Đấy, rất là mạnh. Ví dụ như bây giờ mình muốn, mặc dù là mình đi xe không, tuy nhiên thì số 6 ở một cái đèo dốc như thế này thì nó cũng rất là mạnh các bạn. Đấy, nó vượt qua cũng rất là đơn giản. Số 3 là thấy nó nặng rồi các bạn. Đấy, phải bỏ số 4 mà nó không được. Số 4 là gần như đứng hẳn nhưng mà bỏ số 4 là nó mới thoải mái rồi các bạn ạ. Em bỏ số 3 là nó gặp máy. Đấy, số 5 là cũng rất là mạnh rồi này. Đấy, bây giờ đấy, chiếc xe này các bạn thì cái kích thước chiều dài thùng của nó là 6m2 nha các bạn, và chiều ngang của nó là 2m14, chiều cao nó là 2m1 các bạn ạ. Thì chiều cao thì mình có thể mình rút kèo lên mình chở được các bạn. Thì đó là cái kích thước lọt lòng của chiếc xe này. Động cơ của chiếc xe này nó gần 3.8 lít nha các bạn, có turbo tăng áp. Xe này thì sử dụng hệ thống phanh ABS kết hợp với hệ thống phanh hơi, cho nên chiếc xe này nó rất là an toàn. Khi mà phanh thì nó không có bị dừng gấp đó các bạn. Đấy, đồng thời thì trên xe thì tích hợp rất là nhiều cái chức năng hiển thị thông tin giúp an toàn trong quá trình mình vận hành mình lái xe các bạn. Đấy, đồng thời thì thông xe này có thể kết nối được với lại điện thoại qua cổng iOS và cái kết nối USB được nha các bạn, cho nên là chạy mình vừa nghe nhạc giải trí rất là tốt các bạn ạ. À, hiện tại là mình đang đến cái dốc Phú Tân thì xe nó chạy nhanh quá các bạn, giảm tốc độ lớn rồi, tốc độ nhanh quá. Rồi thì xin chào tạm biệt các bạn, thì khi nào mà gần đến Quy Nhơn thì mình sẽ quay cái đoạn kết thúc của hành trình mình đi nha các bạn, tạm biệt. Các bạn đã đến với kênh Xe TV và chúng ta lại quay lại hành trình tuyệt đẹp từ Bình Dương đi về tỉnh Bình Định, về thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để đăng ký chiếc xe sắt 6 tấn rưỡi này. Và hiện tại còn khoảng 40km nữa là sẽ đến thành phố Quy Nhơn nha các bạn. Và
trên đoạn đường này là phía trước là một dãy núi giống như dãy núi Trường Sơn đó các bạn, trùng trùng điệp điệp đấy. Và một bên phải đây là cái khu vực gần biển các bạn ạ. Thì khu vực này thì được người ta tổng nuôi nuôi tôm, nuôi tôm rất là nhiều đấy, trong này giống như cái vịnh đó các bạn. Và khu vực này thì nhìn quang cảnh rất là đẹp, nên thơ trữ tình nha các bạn đấy. Và chiếc xe thì lướt với tốc độ cũng xé gió, chạy với tốc độ rất nhanh, uống lượng thêm chiều cũng được, thêm một lần được, tỉnh không phải trái và phải thôi. Ở đây là chuẩn bị là một cái dãy núi gì đây, bởi vì đi trên cung đường thì anh em cùng đi chung của mình là cũng nghỉ thời gian nghỉ ngơi giải trí, bởi vì hôm nay là chủ nhật các bạn, ngày mai mình đi thì chiều thì tới là anh em tắm biển rồi nhậu nhẹt, và ngày mai mới bắt đầu đăng ký xe các bạn ạ. Cho nên mình đi hôm nay cũng ăn sáng uống cà phê, thời gian nó cũng thoải mái đấy, cho nên là mình đi cũng không vội không gấp gáp gì các bạn ạ. Đây hình ảnh của bác tài đấy, anh Nghĩa vừa là chủ xe dân chơi siêu xe. Quang cảnh ở đây quá đẹp các bạn ơi. Khu vực này đường xá rất là đẹp và cây cối rất là nhiều. Ở Bình Định thì khi nói tới Bình Định thì chúng ta sẽ nghĩ đến một nơi có rất là nhiều dừa, bởi vì Bình Định thì là nơi trồng dừa nhiều nhất Việt Nam các bạn. Đó là vị trí thứ nhất và Bến Tre sẽ vị trí thứ hai. Ở khu vực Bình Định thì chủ yếu người ta sẽ làm bánh tráng đấy, và em đi làm khô những cái dừa nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở khu vực tiếp theo. Nói chung là cũng gần kết thúc rồi các bạn. Nghe mẹ.